Sau hơn 2 năm chuẩn bị, sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử Việt Pháp, Thư viện Hòa Phượng Vĩ. Thư viện số này sẽ tái hiện những mối tương tác về văn hóa, lịch sử và khoa học giữa hai đất nước từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Thư viện số Pháp Việt Nam có thể truy cập bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, bao gồm nhiều hình thức tư liệu, bản in, bản viết tay, bản đồ, tranh vẽ và ảnh với số lượng tương đương từ các bộ sưu tập tiếng Pháp và tiếng Việt. Đặc biệt, lần đầu tiên, gần chục nghìn tài liệu lưu chiểu thời kỳ Đông Dương từ năm 1922 đến năm 1954 đã được số hóa. Di sản tư liệu này chứng thực cho lịch sử chung giữa hai quốc gia từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Bên cạnh các tài liệu, khoảng 20 bài giới thiệu của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và quản lý thư viện của Pháp cũng như Việt Nam sẽ giúp hiểu rõ hơn về bối cảnh của những tài liệu có trong thư viện. Thư viện Hoa Phượng Vĩ là chứng nhân cho một di sản văn hóa đa dạng và có nhiều đan xen với vai trò kết nối ký ức hai quốc gia Pháp và Việt Nam.